Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Bóp Bóng 7 Review. Hôm nay mình xin giới thiệu cả nhà bộ phim Ngón Tay Vàng mới nhất 2024 với sự tham gia của tài tử Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vĩ, kể về cuộc đối đầu giữa một ông trùm bất động sản gian xảo và một thanh tra chính trực chống tham nhũng đã kiên trì điều tra suốt 15 năm trời. Mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Người đàn ông này tên là Trình Nhất Ngôn, anh ta là một kiến trúc sư nhưng công việc làm ăn thất bại nên phải trốn chạy và đi thuyền sang Hồng Kông với hy vọng việc người anh đầu tư xây dựng ở đây sẽ có thể giúp anh cứu vớt sự nghiệp của mình. Lúc bấy giờ, chính phủ Anh cũng đã lập nên tổ chức ACRC để điều tra dẹp loạn triệt để các vấn đề về tham nhũng lớn nhất Hồng Kông. Điều này khiến cho phần nào cảnh sát khu vực rất khó làm ăn như trước kia, thế là họ nổi giận và tụ tập đã đảo ACRC vì đã đạp đổ chén cơm của họ. Trong đó, một người đứng đầu ngành cảnh sát đã chỉ huy mọi người kéo đến trụ sở tổ chức chống tham nhũng để quấy phá, họ lục tung mọi thứ từ hồ sơ cho tới bàn ghế, mãi cho đến khi Lưu Khải Nguyên xuất hiện và can thiệp. Viên cảnh sát đang mất bình tĩnh liền dí súng vào thanh tra Lưu vì tức giận, thì từ phía sau, một nhân viên cấp dưới của Lưu Khải Nguyên cũng dí súng vào đầu viên cảnh sát để đe dọa. Các cấp dưới của anh ta cũng móc súng hướng về hai người, tình thế rất căng thẳng. Thanh tra Lưu mới nói rằng dù có giết tôi cũng không giải quyết được vấn đề, mà còn bị chính phủ Anh truy tố, rồi bảo viên cảnh sát hãy giải tán mọi người, thì anh sẽ xem như không có gì xảy ra. Thế là viên cảnh sát suy nghĩ lại và cùng mọi người rời đi. Lưu Khải Nguyên chính là thanh tra cao cấp của ICRC, người đã từng phá được rất nhiều vụ án tham nhũng có tiếng tại Hồng Kông bấy giờ. Phim quay lại phía Trình Nhất Ngôn, anh chàng cố gắng đi xin việc kiến trúc sư nhưng luôn bị từ chối thẳng thừng. Bỗng anh gặp được một người tên là Tăng Kiến Kiều, anh ta là con thứ một gia đình khá giả, nhưng vì ông anh hai bị lừa mua một miếng đất xấu rất khó có thể bán được. Nên Kiến Kiều nhờ Trình Nhất Ngôn, giả làm đại sứ của một công ty nước ngoài đến để hỏi mua miếng đất, chủ ý để lão họ Tống kia thấy vậy mà chen vào giành mua. Nhưng ai dè hắn ta không nói gì mà bỏ đi trước, Kiến Kiều thấy kế hoạch thất bại nên đành trả tiền công cho Nhất Ngôn, rồi bảo con trai chở anh ra về. Trên đường về họ bắt gặp đoàn xe của Tống gia bị hư bên đường. Hỏi có cần giúp đỡ không thì ông ta không nói gì. Thế là họ rời đi trước, ai dè đoàn xe của lão Tống lại mò theo phía sau. Trình Nhất Ngôn lập tức hiểu ra mọi chuyện và anh đổi ý bảo con trai Kiến Kiều, hãy chở anh đến khách sạn lớn nhất Hồng Kông. Thế là cuộc đời của anh cũng thay đổi từ quyết định này. Khi anh vừa vào trong thì xe của Tống gia cũng đến nơi, khách sạn sang trọng, cộng thêm Nhất Ngôn chi hết số tiền để uống trà càng làm ông ta tin rằng, anh là đại sứ giàu có. Ông tiến tới làm quen và hỏi rằng miếng đất đó rất xấu thì sao anh lại mua nó. Nhất Ngôn được đà nổ thêm rằng xấu thì anh sẽ làm cho nó tốt đẹp lên, thiếu gì thì sẽ làm thêm cái đó. Khiến cho ông ta nghĩ Nhất Ngôn là người của đại sứ Anh Quốc nên càng tin tưởng. Thế là ông mở lời muốn mua lại miếng đất đó dùng Nhất Ngôn, rồi dụ dỗ anh ăn chia phần trăm rất hời, Nhất Ngôn chỉ chờ có thế là đồng ý ngay. Vài ngày sau, tại nơi Nhất Ngôn đang ở trọ thì chủ nhà trọ cũ kỹ đang đi thu tiền, mỗi người chỉ có không gian là một cái giường được bao bởi lưới sắt. Nhất Ngôn thì nợ tiền trọ, từ bên ngoài, Tăng Kiến Kiều cuối cùng cũng tìm được Nhất Ngôn. Anh kể lại rằng đã bán được miếng đất đó cho lão Tống, ông ta sau đó biết đã bị lừa nên tìm đến khách sạn tìm Nhất Ngôn, ai dè đụng phải tên võ sĩ quyền anh đánh cho lão gãy xương phải nằm viện. Hỏi ra mới biết là Nhất Ngôn đã giúp mình bán miếng đất, nên Kiến Kiều tìm đến đây trả ơn. Anh nói hãy đi theo anh làm ăn, từ giờ chúng ta là anh em có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Thế là hai người họ bắt đầu kinh doanh bất động sản, luôn thu mua những miếng đất rẻ, rồi dùng chiêu trò mánh khóe để bán được với giá cao gấp mấy lần. Khi đi ngang tòa nhà Kim Sơn, Kiến Kiều đã kể cho Nhất Ngôn, nghe về giai thoại của nó đã được tranh giành qua lại giữa các nhà đầu tư, vì thế giá trị của nó bây giờ là tòa nhà đắt nhất Hồng Kông này. Nhất Ngôn như đắm chìm trong vẻ hào nhoáng của tòa nhà. Vào một buổi tối nọ, hai người họ đến một buổi tiệc thương gia. Kiến Kiều chủ động giới thiệu Nhất Ngôn với các vị khách quý, Nhất Ngôn lịch sự đưa danh thiếp cho họ bằng cả hai tay, thế nhưng bọn họ không hề xem trọng mà nhanh chóng vất đi sau lưng anh. Khi Nhất Ngôn đang lượm lại những tấm danh thiếp thì người nhà của Kiến Kiều tới báo việc làm ăn bên Mỹ đang thua lỗ. Thế là Tăng Kiến Kiều buộc phải qua bên đó hỗ trợ. Anh cũng để lại một số vốn rất lớn cho Nhất Ngôn ở lại bên này, mở công ty riêng. Cô gái xinh đẹp này tên là Gia Văn, cô đến phỏng vấn xin việc với kỹ năng đánh máy rất nhanh. Nhưng quá khứ của cô thì có phần đen tối vì đã từng phải đi cải tạo trong trại giam. Nhưng Nhất Ngôn vẫn nhận cô ấy vào làm việc và nhờ cô đi đăng ký tên công ty du lịch với tên của Gia Văn. Với kinh phí khủng trong tay, công ty du lịch Gia Văn mua sắm xe cộ và việc làm ăn thuận lợi lớn mạnh. Công ty Nhất Ngôn để luôn cho Gia Văn làm giám đốc khiến cô vô cùng sung sướng, chẳng mấy chốc mà cô đã phải lòng Nhất Ngôn. Sau khi công ty đã ổn định, Nhất Ngôn mạo muội đến tìm Tống gia, anh đã dụ tên vệ sĩ của ông ta đi chỗ khác, rồi còn tận tay mang biếu trà quý để tạ lỗi với Tống gia. Dù sao thì ông ta cũng không thua lỗ mấy nên đã chịu tha thứ cho Nhất Ngôn. Tiện thể anh cũng bày tỏ nguyện vọng muốn mua lại công ty của Tống gia đang gieo bán. Thế là ông nói anh hãy nói chuyện với A Sung, anh ta là nhân viên giỏi nhất của công ty. Sau khi nghe Nhất Ngôn nói xe mua giá gấp đôi thì họ liền đồng ý ngay. Không ngờ, A Sung đã chơi Nhất Ngôn một vố khi ban đầu đẩy giá cổ phiếu lên cao,
khiến cho Nhất Ngôn mừng rỡ mà đòi mua hết về mình. Ai dè chỉ ít phút sau, giá cổ phiếu đã bị anh chàng thao túng cấu kết với các công ty khác, mà khiến nó bị giảm sâu, khiến cho Nhất Ngôn bị lỗ nặng. Nhưng anh không những không thể hiện sự giận dữ của mình, mà từ đó, ngày nào cũng đi theo A Sung để mong anh ta quay sang làm việc cho mình, nhưng chỉ nhận được sự từ chối của A Sung. May thay hắn ta lại có điểm yếu khi vô tình nhìn thấy Gia Văn, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhất Ngôn nhận ra ngay yếu điểm và hàng ngày bảo Gia Văn tiếp cận anh ta, cuối cùng cá cũng cắn câu khi A Sung nhận lời làm cho công ty của Gia Văn. Từ đó công ty đã mạnh lại càng mạnh hơn, Nhất Ngôn nói với A Sung muốn mua lại tòa nhà Kim Sơn đó là anh ta sửng sốt tưởng đùa. Nhưng khi tập đoàn lớn nước ngoài đồng ý gia nhập vào công ty, thì A Sung mới mạnh dạn tin rằng, mua lại tòa nhà Kim Sơn là hoàn toàn có thể xảy ra. Gia Văn bên ngoài là chủ tịch công ty nhưng người chủ thật sự lại chính là Nhất Ngôn. Bấy giờ anh đang không tìm được người đứng ra mua tòa nhà Kim Sơn, nên xảy ra tranh cãi với A Sung, nhưng Nhất Ngôn lại dùng Gia Văn để xoa dịu anh tiếp tục làm việc cho công ty của cô ấy. Tiếp theo thì Nhất Ngôn gặp lại người anh em kết nghĩa Tăng Kiến Kiều, vừa trở về từ Mỹ. Sau khi kể lại tình hình cho Kiến Kiều nghe, anh ta liền bảo Nhất Ngôn tổ chức một buổi tiệc thượng lưu nơi các vị công của những ông trùm giàu có nhất Hồng Kông hay tụ tập. Trong đó, Hà Hạo Vân là công tử của chủ tịch ngân hàng Hồng Kông nên uy thế rất lớn. Sau một hồi trò chuyện, thì bọn công tử muốn được xem phòng trưng bày đồ cổ của Trình Tiên Sinh, để xem có độc đáo hơn nhà công tử Hà Hạo Vân hay không. Thế là Nhất Ngôn dẫn mọi người đi vào bên trong để thưởng thức. Nhưng thay vì các cổ vật thì lại là các thiếu nữ từ đông sang tây đang uốn éo gợi cảm bên trong lồng kính khiến cho các vị công tử vô cùng thích thú với thú vui kỳ lạ này. Hà Hạo Vân đi đến cuối đường thì bắt gặp hot girl người mẫu nổi tiếng mà anh cũng có phần yêu mến, thế là cô gái nắm tay anh dẫn đến phòng riêng. Nhất Ngôn và Kiến Kiều thì mừng thầm vì kế hoạch đã thành công. Sáng hôm sau, một buổi họp với các vị công tử diễn ra. Họ phân công nhau mua cổ phiếu với những mức giá khác nhau với mục đích đẩy giá của Gia Văn lên cao. Nhất Ngôn hứa sẽ mua lại cổ phiếu của bọn họ với giá gấp đôi. Một cậu ấm liền hỏi Nhất Ngôn lấy gì đảm bảo, thì ông ta mở cửa cho vệ sĩ khiêng tiền vào, mà đổ lên bàn thành đống khiến ai nấy ngỡ ngàng. Chẳng mấy chốc, kế hoạch thao túng giá cổ phiếu của họ thành công. Các vị công tử lời được một khúc tiền, mà chẳng cần phải làm gì liền ùa tới xua nịnh Nhất Ngôn, còn tôn anh làm vua cổ phiếu. Tiếp theo cả bọn đi ăn mừng ở nhà hàng thì vô tình gặp được Hà Hạo Vân, anh chàng đang dùng bữa với người tình. Nhất Ngôn và Kiến Kiều lịch sự đi vào chào hỏi, và ngỏ ý muốn hợp tác với cậu ta. Còn châm thuốc cho cậu ấm thấy mình được kính nể. Nhất Ngôn mới nói muốn nhờ Hạo Vân mua dùm anh tòa nhà Kim Sơn, anh ta nói mình không đủ tiền. Thì Nhất Ngôn đáp rằng tôi chỉ cần có tên của cậu đứng ra mua thôi, tiền cứ để tôi lo hết. Thế là khi tin tức cậu ấm ngân hàng mua lại tòa nhà Kim Sơn của công ty Gia Văn, thì giá cổ phiếu của Gia Văn tăng phi mã, nhà nhà người người thi nhau mua cổ phiếu. Mọi người cùng nhau ăn mừng tán dương Nhất Ngôn. Tiếp đà thăng tiến, công ty ký kết với rất nhiều hợp đồng béo bở trên khắp thế giới, từ đông sang tây, khắp nơi trên thế giới khiến doanh thu công ty trở nên hùng mạnh. Các ngân hàng muốn đến vay tiền đều phải nghe theo yêu cầu của Nhất Ngôn, mà không dám trả giá. Hợp đồng vừa ký kết là, điều liền các em vũ nữ chân dài vào để múa vui tiêu khiển, khiến ai nấy cũng thoải mái khi làm ăn với công ty Nhất Ngôn. Vài ngày sau, công tử Hà Hạo Vân giận dữ đến tìm Nhất Ngôn vì nghe bộ tư pháp anh đang điều tra xem giao dịch giữa anh và công ty Gia Văn có đúng sự thật hay chỉ là tin giả. Nhất Ngôn liền trấn an và viết chi phiếu cho Hạo Vân nhưng anh không chịu. Anh muốn phải chia tiền liền. Thế là Nhất Ngôn phải vay nợ 100 triệu để trả cho Hạo Vân. Bên này, A Sung và Gia Văn hẹn nhau đến một nhà hàng A Sung mới mở lấy tên của cô làm bảng hiệu. A Sung nói tháng nào cũng chuyển tiền về Malaysia cho vợ con của Nhất Ngôn, và trùng hợp vợ anh ta cũng tên là Gia Văn càng làm cho cô thêm đau lòng. Nhưng không lâu sau đó, thị trường kinh tế của Hồng Kông bị suy yếu, kéo theo hệ lụy cổ phiếu của Gia Văn cũng tuột dốc không phanh, từ 20 đồng xuống còn chỉ 3 đồng. Khiến cho ai nấy đều hoang mang, nhan viên thì muốn đột quỵ, đứng không vững. Áp lực từ dư luận rất lớn khiến cho Nhất Ngôn chỉ biết trấn an, mà không có biện pháp nào tháo gỡ. Nhất Ngôn và Kiến Kiều cãi nhau to vì Nhất Ngôn đã lấy hết cổ phiếu của công ty Kiến Kiều đi thế chấp, khiến cho anh ta bị kéo theo xuống nên đã vô cùng tức giận. Anh nói muốn gặp Kim chủ đứng sau hậu thuẫn cho Nhất Ngôn, để lấy lại một số vốn bỏ trốn. Nhất Ngôn buộc phải đồng ý vì không muốn bị Kiến Kiều đi tố cáo mình. Khi hai người đến nơi, Kiến Kiều được nhận số tiền rồi rời đi trước, Nhất Ngôn tiếp đó ra sau với vết thương ở mắt khiến cho Kiến Kiều sợ hãi, mà không đòi thêm tiền nữa. Việc làm của công ty Gia Văn bấy lâu đã bị ICRC âm thầm theo dõi. Họ thu thập thông tin và cuối cùng đã có thể bắt người về điều tra. Công ty vẫn giữ nề nếp rất sang nghiêm khi tiếp đón sếp Lưu và các thanh tra. Khi đi đến nơi, Trình Nhất Ngôn còn đang nấu đồ ăn, thanh tra Lưu giơ giấy bắt người điều tra tham nhũng, và lừa đảo những ông ta vẫn dửng dưng không sợ. Sau một hồi lịch sự thì sếp Lưu cũng đã còng tay Nhất Ngôn mà đưa về trụ sở điều tra. Tại đây, các căn phòng kia đã bắt giữ những người tình nghi liên quan đến vụ án, để lấy lời khai xem có trùng khớp hay không. Nhất Ngôn đang đi bỗng đứng lại rồi té xỉu.
48 giờ sau ông ta tỉnh lại trong bệnh viện với luật sư của mình bên cạnh. Sếp Lưu muốn Nhất Ngôn khai ra những ai đứng đằng sau, nhưng ông ta chỉ cười không trả lời. Rồi hắn mới nói về hai đứa con của sếp Lưu, một đứa đang chuẩn bị đi du học và một em bé mới sinh, có thể sẽ rất cần chi phí để trang trải. Ông ta liền dụ dỗ tính hối lộ cho thanh tra Lưu vài con số không trong tài khoản, nhưng sếp Lưu rất chính trực đã kiên định với nghề nghiệp của mình mà từ chối thẳng thừng. Sau khi về tới trụ sở, một nhân viên giỏi tính toán của anh đã tính ra được tất cả các giao dịch của công ty Gia Văn, đều chia hết cho 101, nhưng không ai đoán ra tại sao. Cuối cùng, thanh tra Lưu đã nghĩ ra đó chính là cổ phiếu, mỗi giao dịch sẽ lời 1% hoa hồng, giá cổ phiếu là 101%, Trình Nhất Ngôn mua cổ phiếu trên thị trường, rồi dùng tiền đen để hồi lộ, đồng thời đẩy giá cổ phiếu Gia Văn lên cao, mặc dù họ tìm ra manh mối nhưng tất cả những người liên quan đều kín miệng. Khi hỏi về số tiền lớn như vậy, ở đâu mà Nhất Ngôn có được? Người thì nói, do công ty du lịch khi Nhất Ngôn dẫn đoàn vô tình được Hoàng hậu Myanmar, thấy tốt bụng nên đã hợp tác ký kết với Nhất Ngôn. Người lại kể chuyện anh đi dẫn đoàn nhưng bị lạc vào cuộc chiến tam giác vàng, vô tình quen biết với tên tướng quân giàu có đã tặng anh cả dương vàng mang về. Bởi vì bọn họ đã họp thống nhất với nhau từ trước khi ICRC bắt người. Phía bên này, Tăng Kiến Kiều tính bỏ trốn nhưng đã bị bọn xã hội đen tới xử lý. Quay lại phía thanh tra Lưu, nhiều ngày không về nhà nên anh cố tình dành chút thời gian bên vợ, và đi ăn tối cùng cả gia đình. Nhưng khi về đến bãi đậu xe, một chiếc xe bất ngờ lao đến, may mà anh né kịp nên không sao. Rồi nó quay lại tính tông anh lần hai, nhưng bị sếp Lưu lấy bình chữa cháy đập cửa kính. Tưởng rằng nó đã bỏ đi, bất ngờ chiếc xe từ xa lao đến, sếp Lưu lấy thân mình cản lại nhưng bị tông văng ra xa, rồi cú húc khiến cho chiếc xe vợ con sếp Lưu bị lật ngửa một bên. Cảnh sát bấy giờ mới xuất hiện giải vây cho sếp Lưu, anh bị thương ở chân nhưng cẩn cố leo lên chiếc xe để cứu vợ con mình ra ngoài. May mắn khi mọi người chỉ bị thương mà không có chuyện đáng buồn nào xảy ra. Nhất Ngôn được tên luật sư đẩy xe lăn tới nhìn, thanh tra Lưu trông thấy sôi máu, mất hết bình tĩnh mà lao đến tính đánh hắn ta nhưng bị cấp dưới ngăn lại. Vợ của sếp Lưu tiến tới bất ngờ tát hắn ta một cái, rồi quay sang bảo chồng nhất định phải bắt cho được hắn ta. Ngay lúc đó, phía tổ trọng án cũng đến bắt Nhất Ngôn vì tình nghi liên quan vụ án giết người, đó là một nhân viên của công ty Malaysia, được cài vào bên cạnh Nhất Ngôn để làm tay trong điều tra. Nhưng đã bị một tên sát thủ giết thuê thủ tiêu. Thế là bằng chứng không đủ để khởi tố Nhất Ngôn, anh ta còn ung dung ăn bánh. Thấy sếp Lưu bước xuống, Nhất Ngôn mới nói hãy thả hết những người liên quan ra đi, rồi ông ta sẽ ở lại cùng phối hợp với cảnh sát điều tra. Thế nhưng mặc cho nhân viên hỏi cung nhưng ông ta im lặng không chịu nói một chữ. Trong khi đó ở bên ngoài, những người được thả đều gặp phải tai họa, Tốn Gia thì bị bắn chết, người tình của thiếu gia Hạo Vân bị giết để cảnh cáo anh, tên luật sư cũng bị dìm chết trong hồ bơi, Gia Văn và A Sung bỏ trốn cung bị nổ thuyền. Két sắt trong công ty thì bị đục trần nhà lấy đi hết. Cuối cùng là cậu con trai của Tăng Kiến Kiều đem hồ sơ đến để nhận hết tội về mình. Nhất Ngôn được luật sư nộp phí bảo lãnh 50 triệu và được giấy phép tại ngoại. Ông mới nói với thanh tra Lưu là đừng tưởng dễ ăn của ngoại, không lẽ hắn ta ngu mà ngồi đó chịu chết hay sao, một khi đã leo lên tới cái ghế này rồi mà lại ngồi không chắc à. Tuy nhiên sau đó, với chứng cứ về cổ phiếu giả, thanh tra Lưu vẫn khởi tố được Nhất Ngôn ra tòa án với khuôn mặt tươi vui. Nhưng không may tên thẩm phán đã bị mua chuộc và xử Nhất Ngôn thắng án khiến thanh tra nhận ra cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Thời gian sau, sếp Lưu tìm được thông tin một người thuộc ngân hàng Malaysia có giao du với Nhất Ngôn đã trốn sang nước ngoài và bị bắt. Anh tìm đến để hỏi về mối quan hệ hai người. Anh ta kể lại mọi chuyện, hai người hợp tác làm ăn và lấy tiền từ ngân hàng của Malaysia. Anh nói hắn ta có rất nhiều kim chủ đứng sau, nếu ai đó muốn hại Nhất Ngôn thì bọn họ sẽ thay anh ta ra tay. Anh cũng nhận chính mình tiết lộ tên tay trong cho Nhất Ngôn biết nên mới hại anh ta. Nhưng anh sợ mà không dám theo sếp Lưu trở về Hồng Kông chỉ tội Nhất Ngôn. Thời gian sau, vị thẩm phán nhận hối lộ cũng bị tai nạn xe qua đời. Phía FBI của Mỹ cũng điều tra các công ty làm ăn liên quan tới Nhất Ngôn, một lần nữa có bằng chứng khởi tố anh ra tòa. Nhưng lần này, vợ của vị thẩm phán, xưa kia có mua cổ phiếu của công ty Nhất Ngôn bị thua lỗ. Nên luật sư Nhất Ngôn đã đặt câu hỏi xung đột lợi ích với thẩm phán khiến ông ra không thể ra phán quyết. Nhất Ngôn lại được tha tự do, và còn không quên cả khịa sếp Lưu. Ông buồn bã nhìn mọi thứ xung quanh rồi cúi đầu. 8 năm sau, ông lại tiếp tục ra nước ngoài khuyên bằng được nhân chứng về chỉ tội Nhất Ngôn. Ngày hôm sau, ông đến gặp Nhất Ngôn và nói chuyện. Nhất Ngôn nói một vụ án mà điều tra tới tận 10 mấy năm, tốn bao nhiêu là kinh phí, như vậy có đáng hay không? Sếp Lưu đáp rằng, xã hội cần sự công bằng, dù muộn màng nhưng vẫn phải cố gắng. Ông còn tính ra được án phạt 10 mấy năm qua cũng phải ngồi tù cả 200 năm, tài sản đóng băng gần 80 tỷ, tất cả bằng chứng đều chống lại Nhất Ngôn nên sẽ không thoát tội được. Và cuối cùng, ông cũng nhận ra điều gì đó, khi ở phiên tòa, dù luật sư đang biện hộ, nhưng ông đã lên tiếng nhận tội của mình. Sếp Lưu và vợ mỉm cười cúi chào phiên tòa và ra về sớm. Nhất Ngôn cũng đã mệt mỏi với cuộc sống như vậy, nên ông chọn dừng lại và thấy được ánh sáng công lý. Phim đến đây là hết rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.